tới cái máy thứ hai là máy trà nhám của Ryobi. Này là rút lết nha, không chọi than. Đây là hàng nhập Mỹ, cái mã số của nó là B450. Đó, 450 nha anh chị. Hàng này là hàng nhập Mỹ. Anh chị em coi cái độ mạnh của nó nha. Đây là hàng không chọi than rốt led, giá tiền là 2.430.000. Rất rất vui vui. Cái độ mạnh nó rất là mạnh nha. Anh chị mở ra thay nhám vô. Là em báo giá là 2.430.000. Rồi em giới thiệu tới sản phẩm thứ hai. Thứ hai